Hello, xin chào các bác đã quay trở lại với kênh YouTube channel Đức Kiêu ạ. Và hôm nay bên em xin phép lên sóng 6 mẫu đồng hồ nhé các bác. Toàn những mẫu đồng hồ Thụy Sĩ với những phiên bản chất lượng, những thương hiệu đình đám nổi tiếng trên thế giới. Đấy, lên phục vụ cho các bác trong video ngày hôm nay. Và sau đây em xin lên mã số đầu tiên. Một chiếc đồng hồ Bulova. Một chiếc đồng hồ Bulova phiên bản Thụy Sĩ chính hãng nha các bác. Đây là những dòng hàng đời mới. Đấy, chạy máy chronograph 7750. Các bác nhìn ạ, máy chrono 3 lúm 6 kim. Với thiết kế mặt dial một đen, 3 kim, ở đâu 3 lúm và 6 kim. Các cái ô hình tròn là những cái kim dây và kim đo giờ thể thao nha các bác. Đấy, một chiếc Bulova hàng chính hãng của Thụy Sĩ. Vỏ vàng, đáy là thép inox. Bulova SIN 1875. Swiss made. Kính sapphire chống xước. Một chiếc Bulova phiên bản cổ. Quá là đẹp rồi các bác ạ. Em này size mặt là 38 nhá. Đấy, bộ kim cọc mạ vàng. Đấy, mắt ngỗng này. Rất là chất lượng. Mặt dial màu đen 3 kim. À, 6 kim và một ô cửa lịch. Có đo giờ thể thao. Chiếc này là một dòng thương hiệu cũng rất là cao cấp của hãng Thụy Sĩ. Và hiện tại đang bán với bên em với mức giá là 18 triệu 500 nghìn. Bắt đầu chốt mẫu này lên cho em mã số 1 nhé. 18 triệu 500 nghìn. Các bác liên hệ hoặc gọi điện qua đấy, qua số điện thoại em đăng ở trên bài viết. Hoặc là hotline Zalo nhé. Đều sẽ tư vấn cho các bác những mẫu đồng hồ sản xuất. 18 triệu 500 nghìn cho chiếc Bulova. Một thương hiệu quá đỉnh cao. Giới thiệu với các bác mẫu đồng hồ thứ hai. Một chiếc Omega. Omega Seamaster Devin. Một dòng hoài cổ. Em này mặt vàng với hai đường băng nha các bác. Đường băng vâng kẻ sọc và kẻ sọc ngang và dọc. Một chiếc Omega Seamaster Devin. Đáy là logo ngựa lổi Seamaster, ngựa lổi biển cả. Ghi sắc nét. Lúm zin có logo. Chiếc này cơ chế máy automatic. Đấy, Seamaster. Vỏ toàn thân là SS. Thép inox không dỉ nhá các bác. Dây khóa thì không được zin ạ. Dây hạt gạo thôi. Sợi dây hạt gạo lắp vào chiếc đồng hồ cũng rất là hợp. Chiếc này hiện tại đang bán với bên em với mức giá là 11 triệu. 11 triệu cho chiếc Omega này nhá. Bác nào quan tâm cứ chủ động liên hệ inbox với shop ạ. Qua số điện thoại ở hotline trên bài. Size mặt là 34.5. Để cho các bác 11 triệu cho chiếc Omega quá độc và đẹp rồi. Giới thiệu với các bác một mẫu sản phẩm thứ ba. Mẫu đồng hồ thứ ba mang thương hiệu Seiko Sportmatic. Một phiên bản đồng hồ chính hãng của Nhật nội địa nhé. Em này độ mới hoàn hảo luôn các bác này. Đấy, chất vỏ bọc vàng. Vỏ bọc vàng hoài cổ. Đấy là thép inox không gì. Đấy, chiếc Seiko Sportmatic dòng Calendar. 3 kim 1 ô cửa lịch. Mặt dial màu trắng tia. Bộ kim cọc mạ vàng. Rất đẹp, size to. Chạy bộ máy cơ automatic. Một chiếc Seiko đang chơi và sưu tầm. Hiện tại bên em đang bán với mức giá là 3 triệu. 3 triệu cho mẫu Seiko này. Các bác có thể tham khảo hoặc gọi điện qua số hotline để tư vấn thêm về những mẫu sản phẩm tại shop nhé. 3 triệu cho mẫu Seiko. Và đây là mã số 4. Mã số 4 là một em đồng hồ thương hiệu Review Thomann. Một phiên bản đồng hồ chính hãng của Thụy Sĩ. Review Thomann với mặt thiết kế hai lòng. Các cái lòng trong là thiết kế những cái vân như kiểu mắt xích nhá. Mắt xích nối liền với nhau các bạn ạ. Review Thomann. Cricket. Đây là một chiếc đồng hồ có chuông. Đeo tay mà lại có chuông báo thức. Cricket là nghe như tiếng dế kêu. Đấy, cái tiếng chuông của chiếc đồng hồ này nghe như là tiếng dế kêu mùa hè các bác ạ. Chất liệu vỏ bọc vàng. Đấy là thép inox.
một chiếc đồng hồ review Tomen. Size mặt là 35 ạ. Chạy bộ máy nên có tay nhá. Hiện tại mẫu này đang bán với bên em với mức giá là 8 triệu. 8 triệu cho mẫu review Tomen. Các bạn có thể xem rồi. Đấy, hình thức rất là ok và rất là đẹp luôn nhá. Đấy, nước vỏ gần như là sáng, không bong chóc. Đằng sau đáy thì nó hơi bị kiểu hơi bị có một vài cái vết chấm chấm màu thời gian. Đấy, nhưng mà không ảnh hưởng đấy tới độ mới của chiếc đồng hồ này đâu. 8 triệu 500 nghìn cho em cho chiếc đồng hồ mã số 4 review Tomen đỉnh cao của Thụy Sĩ này. Đấy. Giới thiệu với các bác. Tiếp theo là mã số 5. Số 4 vừa qua, số 5 lại đến, một chiếc đồng hồ Texnot. Texnot Blue Sky. Đấy, một chiếc đồng hồ thương hiệu bầu trời xanh. Một phiên bản chính hãng của Thụy Sĩ nữa. Em này size mặt là 38 nhá. Chạy bộ máy cơ automatic 3 kim 1 ô cửa lịch. Các cọc số màu trắng rất to và nổi. Một chiếc Texnot phiên bản Thụy Sĩ vỏ SS Elox sáng bóng. Zin nguyên bản 100%. Cả dây và khóa. Cả dây và khóa nguyên bản 100% nhá các bác. Đấy. Dây zin. Chiếc này độ mới hoàn hảo luôn. Quá mới, quá tuyệt vời cho một chiếc đồng hồ cổ xuất xứ thập niên năm 1960. Và chiếc này đang bán với bên em hiện tại mức giá là 3 triệu 500 nghìn. 3 triệu 500 nghìn cho mẫu Texnot ạ. Các bác có nhu cầu liên hệ qua số điện thoại hotline trên bài viết nhé. Bên em sẽ tư vấn nhiệt tình cho các bác những mẫu đồng hồ tại shop. 3 triệu 500 nghìn cho mẫu đồng hồ Texnot mã số 5. Và đây là mẫu một mẫu cuối cùng. Một mẫu đồng hồ cuối cùng bên em hôm nay lên giao lưu với các bác. Một chiếc Hamilton. Hamilton Thụy Sĩ hoài cổ. Đây là phiên bản Hamilton đồng đội nha các bác. Đấy. Có hai đấy, có hai chú lính đấy, lính Lâm à, hai chú lính đồng đội với nhau đấy. Đang cùng tiến lên. Phiên bản Hamilton đồng đội. Chiếc này chạy bộ máy automatic, máy vàng hồng khuy áo ạ. Máy vàng hồng cho các bác, tự động dòng siêu mỏng. Vỏ bọc vàng 10K gold fill toàn thân. Bản kỷ niệm năm 1965 Louis Glass. Đấy, quá đẹp các bác ơi, quá tuyệt vời cho chiếc Hamilton cổ bọc vàng, máy tự động khuy áo vàng hồng. Em này size mặt là 34. Và hiện tại bên em đang bán chiếc đồng hồ này với giá là 4 triệu 800 nghìn. 4 triệu 8 ạ. Bác nào chốt mẫu đồng hồ này cũng là mẫu đồng hồ cuối cùng trong phiên lô ngày hôm nay. Bên em lên giao lưu với các bác 6 mẫu đồng hồ. Mã số 6 cho em ạ, 4 triệu 800. Zin nguyên bản hết tất cả máy móc. Đấy, tất cả những mẫu đồng hồ bên em lên like à, lên YouTube. Đấy, siêu tầm cho các bác toàn là những cái mẫu đồng hồ chất lượng, giá cả rất là phải chăng và hợp lý. Hy vọng là các bác sẽ đón xem và ủng hộ kênh YouTube của shop nhiệt tình luôn. 6 mẫu đồng hồ nhé. Bác nào có nhu cầu gì các bác cứ chủ động liên hệ inbox qua số điện thoại hotline. Bên em sẽ phục vụ và tư vấn cho các bác rất là nhiệt tình. Đấy, bây giờ thì bên em xin phép là dừng buổi video ngày hôm nay tại đây. Chúc các bác rất là nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui trong cuộc sống và đón xem những cái mẫu đồng hồ ở video tiếp theo của shop nhé. Xin chào, tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ạ.